thằng nào mới bậy hơn thằng nào nhỉ? Hôm qua mày giành ghế của tao thì hôm nay tao giành đất của mày. Anh bậy. Wow. Yeah. Ngày hôm nay có đầy đủ mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ tôi. Ủng hộ. Tụi bay tìm tấm hình ba thằng chó đó cho lên bàn thờ cho tao. Mày ra, mày ra, mày ra. Tao nói mày bình tĩnh lại. Ông sói, tụi bay cãi thù em gái tôi. Mày ra, tao nói mày bình tĩnh lại. Khi nào chó đó chưa chết, hai thằng bay đừng bao giờ nhìn mặt tao. Hỏa hổ hòa bì lan hỏa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Đứng trước mặt tao đừng giả tốt, mắt công lại phải bận đi thăm. Đã hết tất cả bọn ngu dốt, chờ thời phản tao ở trong nhà. Ở dưới giang hồ ai cũng phải nảy gọi to tên tao là anh Bảy Gà. Anh em mình tình thương mến thương. Rồi khi anh mất đi bé bầu như nỗi đau này làm sao mà cãi được. Bảy Gà tên anh trong giới giang hồ vẫn luôn xưng hùng xưng bá. Bảy Gà tên anh nếu mày cãi bướng thì coi chừng bị ăn đá. Xong với anh em thì chữ tình nghĩa anh đặt lên hàng đầu. Ây vô anh em xã đoàn hôm nay bận không có thì mình làm chầu. Để rủ vào lời ra về những chuyện mà chưa được kể. Chuẩn bị có cháo ẩm bồng nhưng mà thật sự nó đâu có dễ. Về những thằng chó chỉ vì danh lợi mà lại hại chết em gái của tao. Thù này mà tao không trả Bảy Gà không phải là tên của tao. Ly này là cho bầu ngư, thù hôm nay anh quyết trả đủ. Ly này là cho anh em, người cùng tôi đau đớn chạy đủ. Hỏa hổ hỏa bì nan hỏa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Đứng trước mặt tao đừng giả tốt, mất công lại phải bận đi thăm. Đã hết tất cả bọn ngu dốt, chờ thời phản tao ở trong nhà. Ở dưới giang hồ ai cũng phải nể gọi to tên tao là anh Bảy Gà.